Dạ, xin mến chào quý vị, hiện tại mình đang có mặt tại nhà Dương quý vị. Cũng lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, thành công việc ha. Quý vị là xem nhớ đăng ký nhấn chuông cập nhật những video tiếp theo quý vị. Nay bên Dương tiếp tục về một số phô mai tới quý phục vụ cho quý vị video này ha. Thì địa chỉ đây mình xin nhắc lại chợ gạo Tiền Giang ha quý vị. Thì mình cũng thay mặt Dương cảm ơn quý vị đã ủng hộ những video trước đây ha. Rồi anh chào Dương ơi. Dạ, chào quý vị. Cảm ơn quý vị lúc vừa rồi đã ủng hộ em hết clip ha. Hiện tại giờ em cũng về được 18 coi chú ý lên phục vụ quý vị nha. Rồi. Dạ. Vô cây số 1 đi em, cây số 1 cây thần chậu quý vị. Dạ, này em thần chậu nó đã đâm tượng rồi nha. Rồi. Chiều cao của nó là 76. Chiều cao 76 quý vị. Đó hoành đi, hoành 23. 24, 24 yếu tính 23 quý vị. Dạ. Thần chậu khỏe. Tiền nào của nấy thôi quý vị. Dạ, đây, nó đâm lên tượng quý vị. Mã số 1 mình giao lưu giá luôn Dương. Mã số 1 giao lưu 550. Rồi mã số 1 550 giống như thường lệ bao ship quý vị toàn quốc ha, như bao sóng ha. Số 2. Chiều cao của nó là 63 anh. Chiều cao 63 quý vị. Quạnh nó 14. Rồi 15 yếu tính 14. Rồi mã số 2 giá luôn Dương ơi. Mã số 2 cho luôn 350 anh. Rồi mã số 2 350 quý vị. Chiều cao 40 anh. Chiều cao 40 quý vị. Quạnh nó 13. Rồi 13 chữ. Rồi giá luôn Dương ơi. Mã số 3 cho luôn 400 anh. Mã số 3 400 quý vị. Chiều cao nó 72 em. Chiều cao 72. Hoành của nó là 22. Rồi. 52 dương miếng tính 52. Rồi mà số 4 giá luôn Dương ơi. Mà số 4 500 quá vậy. Chiều cao nó 42. Chiều cao 42. Hoành nó 19. Rồi 19 hoành. Giá chỉ vài trăm ngàn quý vị. Bao ship toàn quốc ha. Rồi giá luôn nha. Mã số 5 cho luôn 650 nha. Mã số 5 650 quý vị. Mã số 6. Chiều cao nó 76. Chiều cao 76. 20 chữ. Cái trật không có cái gì. Tại cái bầu nó hơi bị nghiêng. Rồi giá luôn Dương. Mã số 6 giao lưu 570. Mã số 6 570 ngàn. Bao ship quý vị toàn quốc. Chiều cao của nó là 58 à. Chiều cao 58 quý vị. Hoành của nó là 27. Rồi. Qua quái quý vị. Cái này dành cho quái quý vị. Cốt đằng đặt ha, lục lực ha. Rồi mã số 7 giá luôn Dương ơi. Mã số 7 cho luôn 700 anh. Rồi mã số 7 700 quý vị. Chiều cao nó 78 anh. Chiều cao 78. Hoành của nó là 26. Rồi 27 yếu tới 56 quý vị. Rồi giá luôn Dương. Mã số 8 giao luôn 750 anh. Rồi mã số 8 750 quý vị. Mã số 9. Cao của nó là 62 em. Cao 62. Quyền cũ để đặt quý vị.
Đo tổng đi em. Đo tổng mình chút bỏ nhỏ nhỏ ra. Tổng của nó là 31 anh. Rồi. Rồi, củ đặt. Củ đặt 57. 57. Nó có dính như một cái con không quý vị? Về tách ra cũng được ha. Rồi mã số 9 giá luôn Dương ơi. Mã số 9 dư 1,2 triệu. Mã số 9 triệu 2. Mã số 10. Chiều cao của nó là 63. Chiều cao 63. Hoành của nó là 21. Rồi. Rồi giá luôn Dương ơi. Mã số 10 vô luôn 500 á. Mã số 10 500 ha quý vị. 51. Cái tàn trà quý vị. Chiều cao nó 76 anh. Chiều cao 76. Vành của nó là 22. Rồi. 22, 21 đi. Rồi 22 yếu miếng quý vị. Dạ. Rồi giá luôn Dương ơi. 11 cho luôn 750 à. 11 750 quý vị. Chiều cao của nó là 56 anh. Chiều cao 56. Hoành của nó là 22. Rồi 22 hoành quý vị. Xin cành đều lực. Rồi giá luôn Dương ơi. Mã 12 cho luôn 700 anh. Mã 12 700 quý vị. Chiều cao nó 56 anh. Hoành của nó là 20. 20 chuẩn. Tháng mưa mà không có khai thác đế gì nữa. Qua nay mưa, miền Tây mưa quá vậy. Giá luôn Dương ơi. Mã 13 như luôn 650 anh. Mã 13 650 quá vậy. Chiều cao 56. Hoành của nó là 21. Rồi 22 yếu miếng tính 21 luôn không có gì. Cụ nở ha. Mã 14 giá luôn Dương ơi. 14 cho luôn 700 anh. Mã 14 700 không có gì. Cao nó 42 anh. Rồi chiều cao 42. Hoành nó 18. Rồi 18 hoành. Con cây mai vàng kế bên quý vị. Vậy quý vị trồng phá tách nó ra ha. Rồi giá luôn Dương. Mã 15 vô luôn 500 anh. Mã 15 500 quý vị. 16. Chiều cao của nó là 36 anh. Chiều cao 36 vậy. Có dính cây mai vàng nữa ha. Nhưng không có tính cây mai vàng. Hoành nó 18 anh. Rồi. Cũng có mấy cái ụng rễ này là rễ cao quý vị. Cũng có rễ tứ quý, mấy cọng bự bự thì rễ tứ quý quý vị. Tiền nào của nấy quý vị. Giá luôn Như ơi. 450 không quý vị. Cây long lực. Chiều
cao của nó là 55 anh. Chiều cao 55 quý vị. Hoành của nó là 34. 34 quý vị. Phụ nở ha, chắc chứ ha. Đế chân cắm đều hết luôn quý vị. Cái đầu em làm vậy đó. Về xuống đế lùng lực quá vậy. Rồi mã 17 giá luôn Dương ơi. Mã 17 giá luôn 1,5 triệu. Rồi mã 17 1,5 triệu quý vị. Mã 18. Cây nằm chậu quý vị. Cái này là đập chậu. Đập chậu. Chiều cao cái cổ rễ của nó là 30 anh. Rồi chiều cao cổ rễ 30. Hoành em đo đây là 33. Chạc xuống miếng nhẹ em. Ừ. Cũ không có gì. 43. Rồi tổng nồi đế chiều sổ luôn nè. Tổng nồi đế của nó là 98. 98 chiều sổ em. Số của nó là 32. Số 32 quý vị. Cái này thì nằm chậu quý vị. Còn chính cái miệng chậu ha. Quý vị thấy cũng rõ ha. Cái nào nói nằm chậu thì nó phải có bằng chứng cái mặt chậu quý vị, cái chậu nằm ha. Con sai quý vị. Đây chính giữa thì nó không có lỗ hang gì ha quý vị. Sạch cây. Rồi mã 18 giá luôn Dương ơi. Mã 18 cho luôn 3 triệu 4 anh. Mã 18 3 triệu 4. Là cuối video hả em? Dạ cuối video. Rồi mã 18 là cây cuối video quý vị 3 triệu 4. Bao ship toàn quốc thì cuối video mình cũng thay mặt Dương ha. Cảm ơn quý vị dành thời gian quý báu xem hết video quý vị. Quý vị xem thích nào alo ủng hộ trực tiếp Dương ha. Rồi mình xin chào quý vị video tiếp theo quý vị.